quay ba bác đẹp trai nhất chợ. Tam đa đứng từ đứng châu ông Tam đa này. Đây. Vừa trả mới có 9,5 triệu thôi, không bán. 9,5 triệu à? Thế là giá muốn bán là bao nhiêu? Bán đôi 15 triệu. 15 triệu. Không đòi đâu, nhưng muốn bán thì giá rất rẻ. Đòi đấy. Chốt cái là giật mình lắm ấy. Thân tài đấy, hiểu như đi mua nghề vàng hay thân tài anh nhỉ. Nói chung là em đi hai vòng quanh đây rồi, chỉ có mỗi cái đấy thôi. Phiên chợ tháng thiếu, người bán cũng ít mà người mua cũng không, nhiều khi cũng không biết. Ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 thường là lì âm ấy, là buổi sáng. Còn nếu mà buổi chiều là vào những ngày chủ nhật là có cả ngày. Thế còn một tháng thiếu thì 29 ngày thì nó sẽ họp vào ngày buổi sáng ngày 29. Đấy các bác nhé, một phiên chợ tháng thiếu. Đấy thì hôm nay thì gặp ba anh rất là vui tính. Và ba gọi là ba ông Tam đa này. Đấy, đang tiêu táo thì bắt đầu từ cây này chắc của Quỳnh Lập à? Ừ. Lập đây là lập ấy chứ không phải lập trong này đâu nhá. Lập chợ. Đấy, lập bán chợ chứ không phải lập ngồi đây đâu. Lập bán rau kia. Đấy. Đây Nam Điền đây. Nam Điền này bao tiền anh? Quá rẻ. Dưới. Ừ, bác bán rẻ lắm. Ra chủ kho ra đây mua, thợ ra đây mua. Kể cả công thợ. Đây là khai bàn đầu tiên đi ông nhà mua được làm à? Đang máu à? Kết con ấy à? Đây, kết con đây à? Đấy, chưa kịp nhìn kỹ để ra xem con đây. Xong sẽ quay lại cái này. Kiểu gì cũng bán. Quan trọng là gọi là lấy lỗ làm lãi. Nhưng mà bác nhìn này nó hiếm đấy. Đầu năm nay là đi lỗ bán, thuê mua là bán. Này điền xịn đấy. Có người hỏi là sướng rồi. Quê nhỉ? Dạ. Điền xịn luôn. Điền. Quê đi không phải điền, anh cứ ra đây cứ phiên nào em ở đây. Mùa xuân lá nó hơi to. Không phải điền xịn đâu, là điền xịn mà. Điền mà. Ở đây bao nhiêu năm chứ không phải bán một cây. Điền. Anh 20 năm thôi. Quê thì nói làm gì? Anh cứ ra đây bên nào em ở đây. Không quậy đâu. Nhìn quá xinh luôn mà đẹp. Thế nào tí nữa bác đi quay lại, mày máu mua lắm. Đây là muộn thế. Vâng, vừa mới sắp xếp một tí việc. Mình làm rồi. Vâng. Quá đẳng cấp. Mấy ông Tâm đây. Mấy con lợn này bắt về nuôi. Được, ngay về sửa lại tí. Lợn giặt lợn chú nạt mua bán thế nào tài xanh. Bắt lợn về nuôi. Con này là báo giá 15 thật hả bác? Đầu trêu đi chứ. Để giết người. Giết người. 10 năm để mang về để cho mọc. Đấy là mấy con ý. Đến đâu ông lại trả sao? Đâu trêu đi ra trả ai hỏi đâu. Đây. 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 Vừa đủ. Giá bán 3,5 triệu thôi. À, cũng là của anh gì? Ừ. Anh 4 cây. À. Đòi anh đòi 5 triệu, giá bán là 3,5 triệu. À được. Quê tốt quá gì đâu. Năm nay em lấy cổ em mới bán tiền một đòi 15 triệu. Trong nhiều khi cũng phải nói thế chứ. Không ai đâu có để mua được. Đấy, năm này. Này sau nó biến đi mới đẹp. Con này là con ba vai. Ba vai. Ba vai này khó, phải thấp cái này xuống nữa. Thấp cái bên này xuống. Bên này. Đó.
đúng rồi đấy. Đó, mua được. Giá nào mà tiếc là nhiều ông lại cứ xem tối mới về mới được xem, tiếc. Cây nhiều lắm. Đúng là mình đi xem mà cắt giả bán lên cây đầu năm. Đấy, nó mới thông. Tổng đài xin nghe. Hai có. Đang ở đông. Đây, đổ à? Đổ à? Mày phải hai người khiêng nhỉ? Hai người khiêng. Hai người khiêng nhẹ, một người bê thôi. Ta một người bê. Quê mà nó ôm tốt phết nhỉ? Quê mà thấy nó đầy sẹo nhanh. Viên hạt đấy. Ờ, ok. Viên hạt, viên hạt khác gì viên đâu. Viên hạt đấy thì những bạn quê nó lành. Ừ, đúng rồi. Thì cứ loại gọi là xếp vào hàng quê. Đúng rồi, là hàng quê. Quê nó đẹp. Đúng rồi. Nhưng mà lá nó dày ghê đấy. Được đấy. Chất lá được đấy. Mua đi ông ơi. Cả chợ có mỗi cây thôi. Đấy. Này. Biết bên dưới chân chiếc như nào. Chân đẹp. Đây form bây giờ đang chuộng. Cổ tay có tiếc rồi. Và nó phôi nó hòm hòm. Tí tiền. Đấy. Ông này thì của bác kia. Đâu cái này của anh? Cũng của anh. À. Này thế là mang cũng được nhiều nhiều đấy. Mà chưa được hàng tầm trung rồi lên thì ra đây múc thì hay quá. Kể cả thương mại ra đây múc tốt quá. À, sang đây tí. Đấy, toàn điền điền này. Hôm nay thì chợ rất là vắng nhưng mà gặp một số anh em cũng chơi sâu sâu ở đây. Bạn. Hay à? Vâng. Phiên phiên thiếu mà lại đấy. Ừ, chỗ hôm nay bắt đầu mới đi khai xuất. Đấy, gặp anh. Từ Tết đấy. À sung à? Cứ tưởng là si sung. À, đúng là cũng hiếm đấy. Sung quá ấy. Đẹp đấy. Hiếm. Nói chung là làm con sung là đấy, thì tương đối thời gian. Báo giá là bao nhiêu đồng vậy? Này là 3,5 triệu. Ừ. Đấy, cũng để cổ. Để thời gian rồi. Xung này như thế là ít có. Hôm nay là anh về thay. Đẹp quá. Xanh mướt nhỉ. Ốm quá. Đấy, xung chiếc mà lấy dòng rồi cũng được này. Cũng không phải đơn giản như cái đường chuyển chiếc này xung lâu lắm. Cái bể thì mới đắp thôi nhưng mà giả cổ. Đây, có xung rồi. Cái nào ông em quay giao dịch thành công. À, giao dịch thành công à? Hay quá, khai xuân đấy đúng không? Hôm nay mới khai xuân đấy. Chúc mừng các bác. Cặp vật sung này anh thích quá, thích luôn. Bạn phải thiết kế một cái đạp. Cái nó vừa vừa thôi, xong rồi cái đẹp đẹp xong rồi lấy đĩa để vào để bàn. Đấy, đây là đạp vật này. Xanh. Cái này để hiệu quả. Chú, anh. Xanh xanh ạ. À. Xanh đá chú ạ. À, xanh đá nó có quả như này à? Vâng, có quả quanh năm luôn. À. Xanh đá. Giống có lá, xanh đá, nó có lá nữa. Lá dày lắm. Có chứ. Lá dày bóng. Không, nó quanh năm. Đấy, một đôi, một cặp đấy. Một cặp đang nhiều quả. Cắt nó đi. Đấy, thấy chưa? Nó lâu quả nhiều hơn. Đẹp chưa? Vâng. Đấy,
Cây này của con là 23 năm. Chính xác là 23 năm. Chôm, ôi ông yếu quá. Đấy. Và một đôi ạ, một đôi. Chợ chiếu mà một số người đam mê chợ thì vẫn cứ ra đây. Biết. Một số anh em bình thường là không biết. Cái sẹo này nó mím này, thời gian tương đối. Bắt đầu nó lấp 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 vết sẹo này. Tưới này chỉ tưới nước thôi chứ không cần phải cho ăn. Cái đồ này đồ già nó ấy rồi. Đây, giao dịch thành công em đuối rồi về chồng thí sinh. Đôi rồi sung, đôi xì, à đôi xanh, xanh quả. Quả này sao chín to lắm. Đó. Thì chở thiếu đây và đừng có bán 1,5 triệu là được. Đấy. Đấy rồi chúc mừng hai bác, thế là vui rồi. Hôm nay là phiên lấy vui thôi, không tính là lợi nhuận. Chậu xịn luôn, chậu mấy trăm rồi đấy. Đúng rồi, đấy là còn cái chậu nữa chứ. Nhấc ra chỗ nào đây? Đặt cua tôm thoải mái luôn. À rồi, đấy. Đúng đúng. Cây thì mua học viện. Có không anh mua không? Cây này đang thích mua. Đấy. À bác cứ để đây, tò má là bác cho xe đây. Bánh xe đây thôi. Cái này thì nó nhẹ không? Có còn mua thêm nữa không? Về rồi. Rồi, chúc mừng. Không mua thì đưa nó lại thì vào. Yeah.